Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Trạm cảnh sát giao thông quốc lộ 1A bắt giữ xe tải vận chuyển đồ chơi bạo lực trẻ em. Giảm tai nạn giao thông đường sắt rất cần ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Vào lúc 16 giờ 15 phút chiều qua ngày 10 tháng 9 tại xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tổ tuần tra kiểm soát của trạm cảnh sát giao thông quốc lộ 1A, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phát hiện và bắt giữ xe ô tô tải đang vận chuyển đồ chơi bạo lực cho trẻ em. Qua kiểm tra xe tải biển kiểm soát 76C05049 do anh Phạm Quốc Hội ở thành phố Quảng Ngãi điều khiển, phát hiện trên xe đang vận chuyển 745 đồ chơi bạo lực cho trẻ em như súng nhựa, dao, kiếm bằng nhựa, không có giấy tờ hợp lệ. Lái xe khai nhận số đồ chơi bạo lực này được vận chuyển từ Hà Nội vào Quảng Ngãi tiêu thụ trong dịp Tết Trung Thu. Hiện toàn bộ số hàng hóa vi phạm này đã được trạm cảnh sát giao thông quốc lộ 1A bàn giao cho đội quản lý thị trường số 9 xử lý theo quy định. Sáng nay 11 tháng 9, tại vòng xuyến quốc lộ 45 đoạn giao cắt với đường Nghi Sơn, sân bay Sao Vàng thuộc địa bàn xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống, đã xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa xe mô tô biển kiểm soát 36P31829 đang lưu thông hướng cầu Quan, bất ngờ gặp xe tải mang biển kiểm soát 36C23308 của xi măng Công Thanh đi từ hướng đường Nghi Sơn, sân bay Sao Vàng. Hậu quả khiến người điều khiển xe mô tô bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện huyện. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh và cả nước đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đường sắt, trong đó có không ít vụ đặc biệt nghiêm trọng. Bên cạnh một số nguyên nhân chủ quan do trách nhiệm của ngành đường sắt bất cập về hạ tầng, thì quan trọng nhất vẫn do ý thức của người tham gia giao thông không chú ý quan sát hay cố tình vượt qua đường sắt khi có tàu chạy qua. 12 giờ đêm tại khu vực phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, rào chắn đã được kéo lại gần hết. Nhưng chiếc ô tô này vẫn lao đến với tốc độ quá nhanh và đâm hỏng barrier chắn, thậm chí suýt đâm vào nhân viên gác chắn nếu người này không chạy kịp. Trước đó, ngày 19 tháng 8, tại địa bàn huyện Hà Trung, một xe khách cũng lao với tốc độ nhanh, đâm xuyên qua cần chắn đường sắt, khiến hàng chục hành khách trên xe hoảng loạn. Rất may tàu chưa đến và nhân viên đường sắt đã kịp thời thông báo để tàu đi chậm lại, tránh được vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Thực tế, đây chỉ là hai trong rất nhiều vụ việc xảy ra do ý thức của người tham gia giao thông đường bộ khi đi qua đường ngang đường sắt. Và không phải tất cả đều may mắn, không thiệt hại về người như ở hai vụ việc kể trên. Sau những sự việc dẫn đến tai nạn giao thông đường sắt vừa qua, người ta mới giật mình nhận ra ý thức tham gia giao thông của người dân còn rất kém, thậm chí là bất chấp tính mạng bản thân. Với việc xây dựng một hệ thống gác chắn, nhà nước đã phải bỏ ra hàng tỷ đồng. Thế nhưng, mỗi khi tàu đến gần, đèn đỏ đã bật sáng, gác chắn đang hạ xuống nhưng nhiều người dân vẫn bất chấp. Chắn hạ gần hết vẫn chui, cả xe cả người vẫn cứ cố tình để vượt. Cho nên là nhiều lúc cũng rất nguy hiểm và hay xảy ra các cái va chạm. Chưa dừng lại ở đó, với nhiều vị trí nguy hiểm, ngành đường sắt đã đầu tư hàng tỷ đồng để làm đường gom cho người dân đi. Thế nhưng, nhiều người dân vẫn cố tình chống đối việc xóa bỏ đường ngang đường sắt bất hợp pháp. Điển hình như tại làng Trinh Hà, xã Hoàng Kim, huyện Hoàng Hóa. Đây là ghi trong ga, là nơi chuyển hướng của tàu, nên việc cấm người và phương tiện đi qua là vô cùng cần thiết. Thế nhưng, người dân nhiều lần phản đối và kiên quyết không cho đóng chắn. Chúng tôi phản đối kịch liệt. Ngày trước nó là cùng quân đoàn đến đây định đóng, nhưng mà cả làng lên không cho đóng. Nhìn lại các vụ tai nạn giao thông vừa qua mới thấy rằng tai nạn giao thông đường sắt không chỉ bắt nguồn từ những đường ngang không rào chắn, từ những việc vi phạm hành lang, mà ngay cả ở những vị trí được đầu tư rào chắn, nơi đây được xem là an toàn tuyệt đối, lại có những lúc chẳng an toàn bởi người dân vẫn bất chấp vi phạm. Có lẽ đã đến lúc việc giáo dục ý thức người dân không còn chỉ là vấn đề tuyên truyền, mà cần có hình thức xử phạt nghiêm khắc đối với các trường hợp cố tình vi phạm. Chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.